Theo trang Sport True ID của Thái Lan, câu lạc bộ Manthong United vừa cảnh cáo yêu cầu Đặng Văn Lâm quay trở lại tập luyện. Thủ môn này đã liên tục vắng mặt trong những buổi tập gần đây của đội bóng chủ quản và có thể bị phạt vì hành vi thiếu chuyên nghiệp. Cũng theo nhiều nguồn tin từ Thái Lan, Manthong United đang không hài lòng với Đặng Văn Lâm và người đại diện của thủ thành này là Andre Krusin, bởi vì đội bóng này không muốn những phát ngôn liên quan tới việc chuyển nhượng của Lâm Tây từ Krusin tràn lan trên nhiều tờ báo những ngày qua. Động thái bỏ tập của Đặng Văn Lâm đang được coi là thông điệp đòi ra đi được gửi tới ban lãnh đạo của câu lạc bộ Manthong United. Ban đầu thủ thành tuyển Việt Nam được cho là sẽ đầu quân cho câu lạc bộ Cerezo Osaka sau khi hoàn tất thỏa thuận sơ bộ. Đội bóng từ Nhật Bản sẵn sàng bỏ ra $1 triệu cho thương vụ này và chấp nhận phá vỡ hợp đồng giữa Manthong United với Đặng Văn Lâm. Nhưng người đại diện Andre Krusin của Văn Lâm sau đó cho biết hai câu lạc bộ Dynamo Moscow Nga và Sporting Braga Bồ Đào Nha cũng ngỏ ý muốn có thủ thành sinh năm 1993. Hiện hợp đồng của Đặng Văn Lâm với Manthong United còn hạn tới tháng 5 2022. Thủ thành tuyển Việt Nam hiện vẫn đang ở Thái Lan và trong thời gian suy nghĩ để đưa chọn lựa bến đỗ mới cuối cùng. Nhiều khả năng Văn Lâm sẽ chọn Cerezo Osaka vì đội bóng Nhật Bản phù hợp nhất với anh trên nhiều khía cạnh. Trở ngại duy nhất hiện tại của thủ môn này là khó xin được visa từ xứ Hoa Anh Đào và chưa thể di chuyển vì hiện Thái Lan không có chuyến bay tới Nhật Bản.